Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình sáng nay có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Ngành nông nghiệp và các địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại lúa. Các địa phương đơn vị trên địa bàn Thanh Hóa gấp rút chuẩn bị để việc niêm yết danh sách ứng cử viên đạt tiến độ. Vinh Sơn, làng chài Bình Dị ở thành phố biển Sầm Sơn. Thưa quý vị và các bạn, do tác động của dịch COVID-19, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao trong quý 1 năm 2021. Cụ thể, trong quý 1 năm 2021, giao dịch qua kênh Internet đạt 156,2 triệu món với giá trị 8,1 triệu tỷ đồng. Giao dịch qua kênh điện thoại di động đạt 395,05 triệu món với giá trị hơn 4,6 triệu tỷ đồng. Giao dịch qua kênh QR Code đạt 5,3 triệu món với giá trị 4.479 tỷ đồng, đều tăng cao so với cùng kỳ năm 2020. Cũng trong 3 tháng đầu năm, tổng số lượng giao dịch qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng đạt 37 triệu món với giá trị hơn 31 triệu tỷ đồng, tăng 6,32% về số lượng và tăng 22,98% về giá trị giao dịch so với 3 tháng đầu năm 2020. Bên cạnh đó, các chương trình miễn giảm phí dịch vụ thanh toán trực tuyến vẫn tiếp tục được Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng triển khai thực hiện nhằm phục vụ tốt nhất cho nhu cầu thanh toán trực tuyến và góp phần hỗ trợ người dân doanh nghiệp đối phó với dịch bệnh, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và đời sống nhân dân. Đến hết tháng 3 năm 2021, Thanh Hóa có trên 21.600 ha cây ăn quả, tăng hơn so với năm 2016 trên 7.200 ha. Tổng sản lượng trái cây năm 2020 đạt trên 30.000 tấn. Tuy nhiên, chỉ 10% trong số này được các doanh nghiệp thu mua, chế biến, còn lại là tiêu thụ thị trường tự do nên chưa đảm bảo tính bền vững. Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước, cơ chế chính sách phát triển cây ăn quả của Thanh Hóa còn chưa đồng bộ, nhất là quản lý giống cây ăn quả. Việc cấp mã số vùng trồng, xây dựng chỉ dẫn địa lý cho cây ăn quả, các chính sách khuyến khích phát triển cây ăn quả tuy đã được ban hành, song người sản xuất chưa được tiếp cận nhiều, phần vì không đảm bảo tiêu chí, điều kiện, phần vì các chính sách chưa đủ mạnh để tạo ra sự hấp dẫn của nhà đầu tư. Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất cây ăn quả, đăng ký nhãn mác, đăng ký chứng nhận sản xuất trái cây theo tiêu chuẩn Việt Gáp mới chỉ dừng ở các mô hình nhỏ. Việc đầu tư phát triển cây ăn quả chưa đảm bảo quy hoạch, chưa gắn với chuỗi giá trị nên còn thiếu tính bền vững. Đến thời điểm này, trong tổng số trên 115.000 ha lúa chiêm xuân, Thanh Hóa có 20.000 ha lúa đã chỗ và chín sữa, 90.000 ha đang chỗ và sắp chỗ, diện tích còn lại đang trong giai đoạn ôm đồng. Do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết, hiện trên đồng ruộng đang xuất hiện một số loại sâu bệnh hại lúa. Do vậy, các địa phương cần tăng cường chỉ đạo bà con nông dân kiểm tra, thăm đồng, thực hiện các biện pháp phòng trừ kịp thời. Huyện Hậu Lộc có trên 4.000 ha lúa chiêm xuân, phần lớn đang chỗ và chuẩn bị chỗ. Hiện các trà lúa đang xuất hiện một số loại sâu bệnh hại như sâu cuốn lá, khô vằn, sâu đục thân và dự báo trong thời gian tới rất dễ phát sinh các đối tượng đạo ồn cổ bông, dày các loại. Do vậy, việc tuyên truyền hướng dẫn cho bà con nông dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng trừ được địa phương quan tâm hàng đầu. Cùng với phân công cán bộ bám sát cơ sở, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện phối hợp với các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, các đơn vị cung ứng vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, tổ chức tập huấn cho bà con ngay tại đầu bờ thông qua các mô hình trình diễn, hướng dẫn các biện pháp phòng trừ với từng đối tượng sâu bệnh. Trung tâm cũng đã đưa ra những cái bộ thuốc để bà con nông dân lựa chọn phòng trừ. Đối với sâu đục thân 2 chấm, có thể sử dụng các cái thuốc đặc trị như là Vitaco và Depathon. Đối với bệnh bạc lá đốm sọc vi khuẩn thì ta có thể sử dụng các cái sản phẩm như là Totan, Santosin và Santomid. Đối với bệnh đạo ôn cổ bông xử lý bằng một trong các loại thuốc như là Vilia, là Katana. Nay đi thăm đồng thấy sâu đục thân với khô vằn đang xuất hiện nhiều lắm, cho nên là nghe hợp tác xã thông báo với tôi sẽ đi thăm đồng ngay. Phải phun kịp thời. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thanh Hóa, thời gian qua trên các trà lúa đã và đang phát sinh một số loại sâu bệnh hại. Dù thời điểm này sâu bệnh vẫn đang được kiểm soát, nhưng nguy cơ phát sinh và lây lan trên diện rộng khá cao. Trong đó có bệnh đạo ôn cổ bông.
nhất là trên ruộng đã bị đạo ôn lá chưa được phun phòng triệt để và các giống dễ nhiễm như Bắc Thịnh, TBR225, TBR45, Q5. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, lem lép hạt, dày nâu, dày lưng trắng, sâu đục thân sẽ tiếp tục xuất hiện và lây lan trên diện rộng nếu không phòng trừ kịp thời, nhất là trên các trà lúa bón phân không cân đối, thừa đạm, các giống lúa có bản lá rộng và ở những ruộng cấy dày. Trên cái diện tích lúa mà đã trổ và chuẩn bị trổ thì bà con chú ý cho thứ nhất đó là cái bệnh đậu ôn cổ bông. Trên cái trà lúa mà coi như là bản lá rộng thì bà con chú ý cho cái bệnh bạc lá. Và trên cái diện tích lúa đã trổ xong uốn cầu và thậm chí đỏ đuôi thì bà con tập trung chú ý cho cái rẫy lúa ba. Và trên cái trà cực muộn của chúng ta khoảng trên 5.000 ha thì chúng ta chú ý cho cái sâu cuốn lá trên lá đọc. Để chủ động phòng trừ thì bà con thường xuyên thăm đồng kiểm tra rất là sát thực trên những cái chi tiết từng giai đoạn. Hiện phần lớn diện tích lúa xuân trên địa bàn tỉnh đang trổ và chuẩn bị trổ. Đây là giai đoạn quan trọng, nếu bị sâu bệnh gây hại nặng sẽ không có khả năng phục hồi và ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất cuối vụ. Do vậy, cùng với tăng cường kiểm tra, phân rõ các trà lúa đã trổ, đang trổ và thời gian trổ, các trung tâm dịch vụ nông nghiệp, phòng chuyên môn trên địa bàn cần tích cực tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân thực hiện các biện pháp chăm sóc phòng trừ sâu bệnh có hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc chuyển tới Ủy ban Bầu cử cung cấp để chuẩn bị cho niêm yết danh sách chính thức tại khu vực bầu cử. Tại thời điểm này, các địa phương đơn vị trên địa bàn Thanh Hóa đang gấp rút chuẩn bị để việc niêm yết danh sách ứng cử viên đạt tiến độ. Ngay sau khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thạch Thành bàn giao danh sách 56 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban Bầu cử huyện đã gấp rút hoàn thiện hồ sơ, biên soạn lại tiểu sử tóm tắt từng người để nộp về Ủy ban Bầu cử tỉnh phục vụ việc in ấn. Ủy ban Bầu cử huyện cũng tập trung kiểm tra hồ sơ của những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Ủy ban Bầu cử huyện đã có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban Bầu cử các xã, thị trấn là tiến hành là rà soát kỹ về tiểu sử tóm tắt, biên tập và lập danh sách. Trước khi in ấn thì báo cáo về cơ quan thường trực của Ủy ban Bầu cử huyện, đấy là phòng nội vụ, sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát một lần nữa và giao cho các xã là in ấn. Sở Nội vụ, cơ quan thường trực của Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa cũng đang tập trung rà soát hoàn chỉnh hồ sơ của 24 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, 143 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp nhận từ 27 huyện, thị, thành phố danh sách dự kiến phân bổ và tiểu sử tóm tắt của 1.519 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện để in danh sách. Nhà in báo Thanh Hóa, đơn vị thực hiện nhiệm vụ in ấn các tài liệu phục vụ công tác bầu cử đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, máy móc vật tư để in hơn 456.000 tờ tiểu sử tóm tắt, danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp và hơn 9 triệu phiếu bầu cử. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, Ban Giám đốc đã quán triệt tinh thần và phân công những nhiệm vụ cụ thể cho đội ngũ chuyên môn làm công tác sản xuất in ấn và kiểm soát. Chất lượng phải hết sức tập trung cao độ 24 giờ trên 24 giờ để đáp ứng kịp tiến độ thời gian theo quy định và đảm bảo cái chất lượng, hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Theo kế hoạch, các tổ bầu cử sẽ thực hiện việc niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 kèm theo tiểu sử tóm tắt của từng người, chậm nhất vào ngày 3 tháng 5 năm 2021, tức là 20 ngày trước bầu cử. Chương trình Thanh Hóa ngày mới xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, trong thời gian gần đây, trên địa bàn một số tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam xuất hiện các tờ rơi đăng tải thông tin hỗ trợ vay tín chấp dưới dạng giả mạo và lợi dụng hình ảnh, logo và tên của EVN. EVN khẳng định,
EVN là doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực điện lực luôn tuân thủ đầy đủ nghiêm túc các quy định của pháp luật. EVN không có bất kỳ hoạt động cho vay tín chấp nào như trên nội dung các tờ rơi này. Đồng thời, không có bất kỳ đơn vị trực thuộc và doanh nghiệp liên kết nào của EVN có tên là Ngân hàng Điện lực Việt Nam. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu lừa đảo, đề nghị người dân đề phòng và nâng cao cảnh giác, không để kẻ xấu lợi dụng. Trong chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đặt ra mục tiêu đến năm 2025, tỷ trọng kinh tế du lịch trong tổng dịch vụ toàn huyện là 25%, tổng thu từ du lịch đạt trên 1.400 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 25% một năm. Để đạt được mục tiêu này, huyện sẽ phối hợp với các sở ngành, nhà đầu tư tiến hành ra soát, lập quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, lập dự án xây dựng các điểm đến, tập trung các nguồn lực đẩy mạnh kêu gọi xã hội hóa đầu tư, tu bổ tôn tạo và phát huy các di tích danh thắng trên địa bàn, đồng thời đầu tư xây dựng nâng cấp đường giao thông, biển chỉ dẫn, phát triển sản phẩm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp, trọng tâm là vườn quốc gia Bến En, phát triển sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh, phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng, đồng thời cải thiện môi trường du lịch, tăng cường tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến, phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch. Thưa quý vị và các bạn, đến thành phố biển Sầm Sơn, du khách không chỉ được ngắm nhìn các danh lam thắng cảnh, tắm biển, các lễ hội sôi động và trải nghiệm các dịch vụ du lịch hấp dẫn, mà còn được cảm nhận sự bình yên, giản dị và mộc mạc trong cuộc sống của người dân ở làng chài Vinh Sơn. Men theo con đường lên núi Trường Lệ, nơi có đền Cô Tiên, du khách dễ dàng tìm được làng chài Vinh Sơn nằm khuất sau dãy núi. Vinh Sơn trước thuộc xã Quảng Vinh, huyện Quảng Xương, nay là khu phố Vinh Sơn, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn. Đây cũng chính là nơi mà cách đây 61 năm, trong 3 ngày lưu lại Sầm Sơn làm việc, Bác Hồ đã trực tiếp tham gia kéo lưới cùng ngư dân xóm Vinh Sơn. Làng chài nhỏ với hơn 200 hộ dân sinh sống vẫn giữ cho mình vẻ yên bình như vốn có từ thời xưa tới nay. Những ngôi nhà nhỏ nằm nép mình vào chân núi, giữa những rặng cây, trước mặt là bãi biển trải dài. Khi đến với đây tôi cảm thấy một không khí rất là dễ chịu và mát mẻ. Khi đến với Sầm Sơn thì đây là một khu du lịch, một bãi biển có thể đối với người trẻ như chúng tôi thì là một nơi check-in lý tưởng. Đối với những người dân ở đây, ngay cả khi Sầm Sơn nhộn nhịp du khách thì hoạt động sinh hoạt với biển là một phần không thể thiếu. Người già, phụ nữ, trẻ nhỏ vẫn đi đảo ngao, cạy hàu mỗi sáng hay chờ gỡ lưới và phân loại cá khi thuyền về. Vẻ đẹp bình dị ấy khiến cho mỗi du khách khi đến đây đều có những cảm xúc đẹp. Nhờ sự phát triển du lịch của thành phố biển Sầm Sơn, vài năm trở lại đây, khoảng chục hộ dân ở Vinh Sơn cũng mở ra các dịch vụ ăn uống phục vụ du khách. Dù lượng khách biết đến làng chài Vinh Sơn chưa nhiều, nhưng đối với những người dân, mỗi khi đến mùa du lịch, ai ai cũng háo hức. Cả làng chài nhỏ cùng nhau dọn dẹp vệ sinh môi trường, sắp xếp lau dọn nhà cửa, hàng quán và lựa chọn những loại hải sản tươi sống, chuẩn bị sẵn sàng phục vụ khách du lịch. Chúng tôi rất muốn giới thiệu đến thượng khách. Đấy là một làng chài Vinh Sơn chân thật và gần gũi, phục vụ khách nhiệt tình và chu đáo. Có thể nói, bên cạnh sự đổi thay của một thành phố biển Sầm Sơn theo hướng văn minh hiện đại, thì những giá trị văn hóa đặc trưng còn hiện hữu của làng chài ven biển cũng là điều thú vị hấp dẫn du khách. Vinh Sơn sẽ là điểm đến lý tưởng cho những du khách muốn tìm kiếm một vẻ đẹp dung dị rất khác của một đô thị biển. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo Thanh Hóa ngày mới. Trước tình trạng sốt đất diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước, báo Tin Tức dẫn ý kiến của ông Nguyễn Tuấn Anh, vụ trưởng vụ các ngành kinh tế, ngân hàng nhà nước, cho biết dòng tín dụng vào bất động sản hiện chưa đến mức rủi ro, mới chiếm khoảng 19,8% tổng dư nợ. Từ nay đến cuối năm, ngân hàng nhà nước tiếp tục kiểm soát chặt tín dụng trong lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản và chứng khoán. Tờ báo cũng phân tích, tăng trưởng nóng của bất động sản thời gian qua xuất phát từ việc các nhà đầu tư có hiện tượng lướt sóng do các địa phương ban hành bảng giá đất tăng từ 15 đến 20%. Mặt khác, thị trường chứng khoán cũng tăng, khiến các nhà đầu tư chuyển hướng vào bất động sản. Để kiểm soát dòng tiền vào bất động sản hiệu quả bền vững, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành các quy định hạn chế đầu tư vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước hạn chế tỷ lệ huy động vốn ngắn hạn cho vay chung, dài hạn, tối đa là 40%. Đồng thời,
áp dụng tỷ lệ hệ số rủi ro 150% với các khoản vay có dư nợ hơn 4 tỷ đồng mà cá nhân vay phục vụ nhu cầu tiêu dùng. Theo thông tin trên báo Đất Việt, Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương phát hiện một website của Mỹ đang có 5 hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thương mại cho gạo ST25 của Việt Nam. Trong đó, ngoài hồ sơ của ông Hồ Quang Cua, người cùng các cộng sự lai tạo giống ST25 thì còn có 4 hồ sơ khác cũng đăng ký bảo hộ. Nếu chậm trễ thì thương hiệu gạo ST25 có nguy cơ bị một công ty của Mỹ đăng ký và được cơ quan chính phủ Mỹ cấp bảo hộ nhãn hiệu. Khi đó, gạo Việt sẽ gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp Việt Nam sẽ không thể xuất khẩu gạo sang thị trường Mỹ dưới mác nhãn hiệu ST25. Đánh giá câu chuyện gạo TS25 của Việt Nam bị 4 doanh nghiệp Mỹ đăng ký bảo hộ thương hiệu, Thạc sĩ Nguyễn Bình Minh, giảng viên Trường Đại học Thương mại cho biết, đây không phải là vấn đề mới. Những câu chuyện tương tự đã xảy ra khá phổ biến trong thương mại quốc tế. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam thường làm ăn tự phát, không được huấn luyện bài bản và cũng không có tham vọng tạo ra những sản phẩm có giá trị. Đôi khi doanh nghiệp có những may mắn đặc biệt, không ngờ thành công, nhưng khi làm lại không tính đường xa, chỉ tính làm ra sản phẩm, cắt giảm tối đa chi phí nên không đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, thậm chí càng không đăng ký ở nước ngoài. Đây là một trường hợp để rút kinh nghiệm, là hồi chuông cảnh báo đối với tất cả các doanh nghiệp về ý nghĩa vai trò của thương hiệu trong kinh doanh thương mại quốc tế. Những ngày gần đây, hình ảnh bức tượng mô phỏng tượng nữ thần tự do nằm trong điểm dừng của An Sapa tại thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai được chia sẻ trên mạng xã hội với nhiều bình luận trái chiều. Báo điện tử VTV cũng cho biết, đây không phải là công trình duy nhất chưa được cấp phép nhưng vẫn được đưa vào hoạt động. Không giống như nguyên mẫu, bức tượng mô phỏng nữ thần tự do được dựng bán thân và có khuôn mặt khác lạ. Ngoài bức tượng nữ thần tự do, tại điểm dừng check-in này còn có các biểu tượng nổi tiếng khác như tháp nghiêng Pisa Italia, tháp Eiffel Pháp, đường hoa Nhật Bản, đường trúc Trung Hoa, làng cổ Việt Nam và đã được đưa vào hoạt động từ tháng 2 năm 2021, dù chưa được cấp phép. Cũng theo thống kê, trên địa bàn thị xã Sapa, hiện có tới 20 điểm check-in do người dân xây dựng chưa xin phép, đặt ra thách thức lớn trong công tác quản lý ở địa phương. Được biết, Ủy ban nhân dân thị xã Sapa đã yêu cầu chủ đầu tư của điểm check-in An Sapa tạm dừng đón khách tham quan. Tuy nhiên, bài báo cũng cho rằng đây chỉ là những giải pháp tình thế. Về lâu dài, khách du lịch cần một không gian tham quan chỉn chu, lành mạnh ngay từ khi mở cửa đón khách. Theo thông tin trên báo Giáo dục và Thời đại, ngành logistics Việt Nam có tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 12-14% một năm, cao gần gấp đôi so với mức chung của cả nền kinh tế. Tuy nhiên, nguồn nhân lực cung cấp cho ngành này lại đang khan hiếm. Theo thống kê sơ bộ, trong số 286 trường đại học trên cả nước, có 32 trường đại học tuyển sinh và đào tạo ngành hoặc chuyên ngành logistics. Bên cạnh đó, có gần 40 trường cao đẳng và trung cấp đào tạo nghề logistics. Ngoài ra, một số tổ chức phi chính phủ, hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp cũng tham gia cung cấp các khóa học ngắn hạn về logistics nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cho nhân lực. Tuy nhiên, vấn đề chất lượng nhân lực vẫn là điều đáng bàn. Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh về chất lượng nguồn nhân lực logistics ở Việt Nam, nhân lực ngành này chủ yếu được lấy từ các đại lý vận tải biển. Có 53/3% doanh nghiệp thiếu đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn và kiến thức về logistics. 30% doanh nghiệp phải đào tạo lại nhân viên và chỉ có 6,7% doanh nghiệp hài lòng với chuyên môn của nhân viên. Các số liệu nghiên cứu này cho thấy, nguồn nhân lực logistics của nước ta không những thiếu về số lượng mà còn yếu về chất lượng. Điều này rất không phù hợp với một ngành dịch vụ có quy mô lên đến 22 tỷ đô la Mỹ, chiếm 20,9% GDP của cả nước. Thưa quý vị và các bạn, do mức xử phạt vi phạm về quá tải khá cao cùng với lực lượng chức năng của tỉnh kiểm soát gắt gao nên hiện nhiều lái xe, chủ xe chuyển hoạt động từ ban ngày sang chạy ban đêm. Vì vậy, nếu lực lượng chức năng không sớm tăng cường kiểm tra, siết chặt xử lý xe quá tải hoạt động ban đêm thì nguy cơ mất an toàn giao thông từ loại phương tiện này sẽ khó lường. Lái xe ô tô tải này cho biết, đã gần một tháng nay được lệnh của chủ xe sẽ anh bắt đầu chuyển từ chạy ngày sang chạy vào ban đêm. Tuy nhiên, vì xe hỏng từ đêm hôm trước nên phải đợi đến sáng hôm sau thợ mới sửa xong để tiếp tục chạy thì bị lực lượng chức năng kiểm tra xử lý. Khoảng 9 giờ thì bọn em đi chuyến rồi về, khoảng 1-2 giờ sáng là về nghỉ. Chủ yếu đi cát Thọ Xuân về thành phố là nhiều.
Đây chỉ là một trong số nhiều trường hợp xe ô tô tải có dấu hiệu chở quá tải hoạt động vào ban đêm, hòng đối phó việc kiểm tra của lực lượng chức năng. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ vào tối ngày 20 tháng 4 trên quốc lộ 47. Từ 19 giờ 30 phút, khu vực này là một trong những vị trí lái xe dừng nghỉ ngơi, ăn tối trước khi xuất phát đi lấy hàng. Đến từ 21 giờ đêm là thời điểm xe quá tải hoạt động khá nhộn nhịp. Để kịp đến các điểm tập kết vận chuyển hàng, nhiều lái xe bất chấp sự an toàn của bản thân và người tham gia giao thông trên đường phóng nhanh vượt ẩu. Đêm tầm 90 giờ là xe tải lớn chạy nhiều. Thời gian qua, lực lượng chức năng công an tỉnh đã triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm đối với xe chở hàng hóa quá tải, ô tô tải tự ý cải tạo kết cấu, kích thước thùng xe. Thế nhưng, vì lợi nhuận, các chủ xe, lái xe có dấu hiệu chở quá tải chuyển sang hoạt động ngoài giờ hành chính hoặc là vào ban đêm. Thậm chí, không ít doanh nghiệp vận tải, lái xe bố trí người theo dõi, thông tin từ xa khi phát hiện lực lượng chức năng. Đây là những chiêu trò hòng né tránh sự kiểm soát của các lực lượng chức năng. Thực tế này đang gây khó khăn và làm ảnh hưởng tới kết quả xử lý xe quá tải của Thanh Hóa. Vì vậy, cùng với tăng cường xử lý vi phạm quá tải vào ban ngày, lực lượng chức năng của tỉnh cần bố trí lực lượng siết chặt xử lý xe chở quá tải vào ban đêm, ngăn chặn triệt để các vi phạm về quá tải gây phá hỏng kết cấu đường và tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt.